trong quyển Diệu Pháp Yếu Lược do Ngài Đá Chân Đá dịch. Con đọc được đoạn đại ý như sau. Khi Ngài Bút Thổ ở Bút Tha Gô Xá hoàn thành chú giải tam tạng thì trái đất rúng động theo nhiều cách. Trong bài kinh Đại Bác Niết Bàn, Đức Phật nói về tám nhân tám duyên khiến trái đất rúng động. Sư cho con hỏi là hai sự rúng động này là khác hay giống nhau? Về mặt ý nghĩa dịch thuật, liệu sự rúng động trong quyển Diệu pháp yếu lược có đáng tin không? thưa với quý vị đó là bây giờ mình đâu có thần thông đâu để mà mình chứng minh mình biết được mình phải có thần thông thì mình mới biết được cái chuyện này còn bây giờ nếu như mà mình chỉ dựa vào các cái bản dịch còn lại đó thì nó chỉ nếu mà xét theo tám cái nguyên nhân dẫn đến rúng động trong kinh đại bán niết bàn thì cái này có thể nha có nó tương ứng với hai cái khả năng tương ứng với hai khả năng à, một là khi à, vận bánh xe chánh pháp vận chuyển bánh xe chánh pháp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng à, đến à, quả địa cầu ví dụ như à, trong trường hợp mà ngài à, Xá lợi phất ngài thuyết pháp như là trong kinh à, như là trong kinh à, kinh thập thượng nha hoặc là khi Đức Thế Tôn thuyết uh, uh, kinh ở trong kinh Đại điển Tôn thì chư thiên uh, chư thiên uh, tán thán và cái lời tán thán của chư thiên nó rúng động qua nhiều thế giới thì cái đó là một khả năng tức là một cái vị mà uh, vận chuyển bánh xe pháp hoặc là làm một cái công trạng gì đó um, À, đối với chánh pháp thì chư thiên họ có thể tán thán và sự tán thán đó nó sẽ dẫn đến cái sự rúng động của quả địa cầu cái thứ hai một cái tương ứng thứ hai là khả năng thần thông của một vị chứng thiền thì trong trường hợp này đó có thể có thể nếu như nó tương ứng với trường hợp thứ hai thì có thể À, là một cái vị trời nào đó hoặc là một vị um, có thần thông nào đó vị này vì cái gọi là để uh, chứng minh hoặc là để bày tỏ cái uh, cái niềm hoan hỷ đối với ngài bút thái Cô xá về việc ngài đã hoàn thành bộ chú giải cho nên là vị này làm cho quả địa cầu rúng động thì ở đây nó cũng có khả năng đó thì ở đây sư chỉ đoán thôi chứ còn bây giờ mình làm sao mình biết còn nếu như nó không nằm trong hai trường hợp này Thì nó còn một trường hợp thứ ba à, Đó là cái bản dịch có vấn đề <laughs> Cái uh, trường hợp mà Rúng động mà địa đại á Tức là quả địa cầu Trái đất rúng động á Ngay cả Tám uh, nguyên nhân ở trong kinh đại bán nước Bàn á Nó cũng chỉ là Một cái À uh, Thông tin để mình biết vậy thôi Còn mà cho là, là cho tôi lời của hỏi Đọc cái Tức là ngài Trong đây Sư chưa, chưa, chưa đọc tới cái chỗ uh, Nói là uh, Ngài Mích uh, Thái Cô Xá uh, Hoàn thành Chú giải tâm tạng Thì Trái đất rúng động Theo nhiều cách Nhưng mà Cái cái chỗ mà Trái đất rúng động Khi mà ngài soạn xong Cái chú giải tâm tạng đó, Này uh, Thì uh, đại sư á giống như mình bỏ qua luôn đi tại sao Điều qua cái, cái nội dung của cái cuốn chú giải nó quan trọng hơn là cái thông tin à, trái đất cuốn động này nó có hay không nếu có thì sao mà không thì sao nó cũng quan trọng bây giờ thí dụ mình có đủ cái dẫn chứng mình có đủ tài liệu để mình à, à, so sánh thì mình biết được thì tốt mình lỡ như không có thôi bỏ qua một bên giống như là những cái chuyện cổ tích việt nam vậy đó thật hay không không biết có thật hay không, không biết nhưng mà cái ngụ ý của cái câu cổ tích mới là cái vấn đề để mình học không về cái à, nội dung của cái quyển à, cái bộ chú giải tâm tạng này mới là cái để mà mình coi mình học mình tìm hiểu chưa còn à, cái thông tin rúng động này thì, thì, thì nó không biết luôn nó không mà cũng chả quan tâm mà cũng chả còn cần phải hỏi cũng chả phải quan tâm nhiều nếu đủ cơ duyên để mình có tài liệu hay là mình xác nhận được thì tốt mà không có thôi mình cũng không có cố gắng để mình tìm hiểu làm chi cho nó hao nó cơm hao áo hao gạo hao tiền ừ. bây giờ mình mình quy động tăng toàn toàn Việt Nam toàn thế giới mình Myanmar cái mình tìm hiểu thông tin xài xong cái mình tốn 8 tỷ bạc này được làm gì <laughs> nên nên mình cứ coi đấy như một một cái chuyện cổ tích nó thiệt hay không quan trọng mà cái 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 ngụ ý dạy mình ở trong cái câu cổ tích đó ý nghĩa bài học ra sao mới là cái đi quan tâm. À, sư làm nhớ tới um, cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đưa ra đó là một cái mũi tên khi một người mà bị bắn cái mũi tên vào thuốc độc vào người đó thì cái việc mà người đó cần làm đó là nhanh chóng rút cái mũi tên nó ra và chữa độc để mà duy trì cái mạng sống cứu sống sinh mạng của mình nhưng mà vị này lại tốn thời gian để mà hỏi là cái mũi tên nó bắn từ đâu từ cái đầu tới mũi tên nó làm bằng cái gì rồi cái người bắn mình á, là họ giỏi hay họ dở đó rồi nhà ở đâu rồi làm cái gì tên họ ra làm sao thì cho đến khi mà tìm được cái đó đó là đã chết rồi thì trong cái vấn đề này cũng vậy đó nó giống nhau ở chỗ là mình tìm hiểu về cái vấn đề này nó mất thời gian mà nó lại không giúp gì được mình trong cái chuyện tu tập trong khi đó như sư chánh tâm nói bản thân cái nội dung trong chú giải đó nó quan trọng hơn rất là nhiều và bản thân cái nội dung đó nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái chuyện mà tu tập bây giờ nhiều vị <laughs> diện hết lý do này đến, đến lý do kia để không có dùng chú giải của ngài bút thơ gô xá mà vì đó dùng cái kiến giải của cá nhân mình cái đó mới chết người cái đó mới chết người đúng rồi cái, cái kiểu mà cho nên tôi thấy à cho nên tôi thấy